mưa lớn đổ xuống miền đông Ấn Độ sau trận bão chết người, tin từ Visakhapatnam, Andhra Pradesh, Ấn Độ. Một trận bão lớn làm thiệt mạng ít nhất 24 người khi quét qua miền đông của Ấn Độ đang tiếp tục trút mưa xuống nước này sau khi trở thành một cơn áp thấp nhiệt đới. Cơ quan quốc gia đặc trách ứng phó với thiên tai Ấn Độ cảnh báo 6 tiểu bang rằng mưa sẽ trút xuống trong ngày hôm nay cho tới ngày 16 tháng 10. Bão Hudhud ập vào đất liền tại phố cảng Visakhapatnam hôm Chủ nhật với sức gió lên tới 195 km/h. Trận bão làm cây cối và cột điện bị ngã đổ, phá tung mái của nhiều nhà ở tiểu bang Andhra Pradesh và tiểu bang Orissa, nơi hơn 15.000 người được giải cứu và ít nhất là 400.000 người được sơ tán trước khi bão ập tới. Các giới chức Ấn Độ nói là đa số các ca tử vong là do các tòa nhà xây không đúng tiêu chuẩn đã bị sập.